Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Brazil với Bolivia 7 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9 năm 2023, vòng loại World Cup 2026. Sau hành trình đáng quên tại World Cup 2022, động lực thi đấu của Brazil đã suy giảm một cách nghiêm trọng. Đây cũng chính là lý do khiến Brazil để thua 2 trên 3 trận giao hữu ở hai đợt hội quân kế tiếp. Tuy nhiên, Seleção hứa hẹn sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác khi bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2026. Với việc được chơi trên sân nhà trong trận ra quân và chỉ phải chạm trán đối thủ thuộc dạng yếu nhất trong khu vực Nam Mỹ là Bolivia, nhiều khả năng những vũ công Samba sẽ cống hiến cho người hâm mộ một màn trình diễn tưng bừng. Còn nhớ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ, Bolivia đã cán đích ở vị trí 9 trên 10. Sau 18 vòng đấu, Bolivia đã phải hứng chịu 11 thất bại, hòa 3 trận và chỉ giành được vỏn vẹn 4 chiến thắng. Đáng lưu ý, 9 trận sân khách đã chứng kiến Bolivia chỉ thu về 2 điểm, ghi được 6 bàn thắng và phải vào lưới nhặt bóng tới 28 lần, trung bình 3 bàn thua trận. Với thành tích luôn nằm ở hai vị trí cuối cùng của khu vực Nam Mỹ trong năm chiến dịch vòng loại World Cup gần nhất, Bolivia quả thực là ngân hàng điểm dành cho các đội bóng khác. Trái lại, Brazil được biết đến là ông vua vòng loại World Cup với 4 lần liên tiếp giành vị trí số 1 ở khu vực Nam Mỹ. Ở vòng loại World Cup 2022, Brazil thậm chí còn không phải hứng chịu bất kỳ thất bại nào và đã thắng 14 trên 17 lần ra sân. Trước trận ra quân tại vòng loại World Cup 2026, Brazil đã trải qua 6 trận liên tiếp không thua Bolivia, trong đó bao gồm tới 4 chiến thắng có tỷ số cách biệt tối thiểu 4 bàn. Với kèo châu Á Brazil chấp 3.5 kèm lợi thế sân nhà, anh em cân nhắc cửa trên. Chốt kèo châu Á Brazil chấp 3.5 full time. Với đẳng cấp vượt trội, 3 điểm khó thoát khỏi tay của Brazil. Điều mà giới mộ điệu quan tâm có chăng chỉ là liệu Seleção sẽ trình diễn lối chơi như thế nào, hay đánh bại Bolivia với cách biệt bao nhiêu bàn mà thôi. Ở trận cầu mà kết quả gần như đã được định sẵn ngay từ khi bóng còn chưa lăn, đặt cược cho kịch bản Bolivia giành điểm chẳng khác nào hành động tự sát. Chốt kèo châu Âu, Brazil thắng. Sau thất bại tại World Cup 2022, Brazil rất cần một sự khởi đầu hoành tráng tại vòng loại World Cup 2026 để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Đây chính là lý do để tin rằng ngay cả khi thi đấu với 200% quyết tâm, Bolivia vẫn khó tránh khỏi thất bại tan nát trước những vũ công Samba. Ở hai chiến dịch vòng loại World Cup gần nhất, Brazil trên sân nhà đều đã đại thắng Bolivia với tỷ số 5-0. Tuy nhiên, với việc hang công của Seleção không có đội hình mạnh nhất, với kèo tài xỉu 4.25, anh em cân nhắc cửa xỉu. Chốt kèo tài xỉu 4.25 chọn xỉu full time. Dự đoán tỷ số Brazil 4 Bolivia 0. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé.